Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam Airlines và cách kiếm tiền trên sự sợ hãi và chết chóc. Việt Nam đã tổ chức thành công hai chuyến bay đưa công dân Việt Nam bị mắc kẹt trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán tại Mỹ về nước an toàn, nhưng đã để lại nhiều nghi ngờ cho công chúng và cộng đồng. Chuyến bay đầu tiên khởi hành từ San Francisco vào ngày 7 tháng 5 và về nước trong ngày 8 tháng 5, dừng tiếp nhiên liệu một lần tại sân bay Alaska. Đây là hình ảnh hành khách lên chuyến bay thứ hai nối giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Chuyến thứ hai vừa cất cánh từ sân bay quốc tế Dulles ở thủ đô Washington của Mỹ và đáp tại sân bay quốc tế Nội Bài vào đêm 16 tháng 5. Đáng chú ý, các chuyến bay này đều được báo nhà nước tuyên truyền là chuyến bay nhân đạo. Trước đó, chuyến bay chiều đi từ Hà Nội đến San Francisco và Washington DC vận chuyển một số hành khách ngoại quốc cùng trang thiết bị y tế do chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ cho Hoa Kỳ. Theo đài tiếng nói VOA của nước Mỹ, các công dân Mỹ muốn trở về nước trên chuyến bay thẳng tới Hoa Kỳ của Vietnam Airlines để giải cứu người Việt bị mắc kẹt lại vì virus corona đã phải trả tới 1.000 đô la. Thông tin này được Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội thông báo tới các công dân Mỹ ở Việt Nam trước chuyến bay của Vietnam Airlines tới thủ đô Washington DC vào cuối tuần trước. Cơ quan ngoại giao Mỹ tại Việt Nam nói rằng đây là chuyến bay dành riêng cho công dân Mỹ và giá vé là 1.000 đô la. Hiện chưa rõ có bao nhiêu công dân Mỹ đăng ký trở về nước trên chuyến bay của Vietnam Airlines chặng từ Hà Nội tới thủ đô Washington DC. Công bố giá vé cụ thể của Đại sứ quán Mỹ được đưa ra giữa lúc có tin đồn rằng giá vé một chiều cho chuyến bay thẳng này của Vietnam Airlines lên tới 2.000 đô la. Bắt đầu từ đầu tháng 5, trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền về thông tin chuyến bay nhân đạo của Vietnam Airlines bảo hộ công dân bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước với giá vé một chiều đắt từ 1,5 đến 3 lần trung bình giá vé khứ hồi ngày thường. Đây là hình ảnh chụp phụ lục các chuyến bay đưa công dân ở nước ngoài về nước. Theo ảnh chụp phụ lục các chuyến bay đưa công dân ở nước ngoài về nước kèm theo công văn số 469 TCTHK ngày 24 tháng 4 năm 2020 thì giá vé từ San Francisco thuộc California, Mỹ về Việt Nam là 2.000 đô la một khách với ngày bay dự kiến là mùng 2 tháng 5. Từ Washington DC, Hoa Kỳ là 2.500 đô la với ngày bay dự kiến là mùng 10 tháng 5. Theo một diễn đàn người Việt ở Mỹ, thì hàng trăm du học sinh tại Mỹ được thông báo là các em sẽ được phi cơ của Vietnam Airlines đón về Việt Nam bằng chuyến bay nhân đạo. Thế nhưng, Vietnam Airlines đã tranh thủ bán vé cho cả công dân Mỹ, đồng thời thu nhân đạo mỗi học sinh 2.000 đô la. Mỹ đã phát hiện ra bất thường nên không cấp phép cho chuyến bay khiến hàng trăm du học sinh phải khốn khổ ở sân bay. Nhiều em trong số này đã học xong và hết visa, đã trả nhà thuê, hầu hết là các em dưới 18 tuổi. Đối tượng được ưu tiên nhân đạo về trước. Đành rằng vé nhân đạo thì không hẳn là không đồng. Ví dụ mỗi chiều bay là 650 đô la thì người bay sẽ đóng 650 đô la, còn chiều rỗng chính phủ bù. Nhưng con số 2.000 đô la là con số khá cao khi mà du học sinh về lần này đa số là chưa thành niên, trong khi có thông tin rằng Vietnam Airlines còn thu tiền chiều từ Việt Nam sang từ công dân Mỹ. Báo Đất Việt đã đăng một bài với tựa đề hoãn chuyến bay đưa người Việt từ Mỹ về nước, du học sinh cầu cứu. Chưa bao giờ thấy Tổ quốc gần lại xa đến như vậy, được đăng vào ngày 5 tháng 5. Đây là hình ảnh thông báo khẩn của Vietnam Airlines tạm hoãn chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở Mỹ hồi hương. Theo bài báo, chuyến bay này ngày 2 tháng 5 đưa người Việt hồi hương đã bị tạm hoãn. Nhóm du học sinh lại một nữa rơi vào tình trạng bế tắc, hoang mang, vì về không được mà ở cũng không xong. Nhà là nơi báo dừng lại sau cánh cửa. Có lẽ vì câu nói này, nhiều du khách học sinh đã chọn trở về Việt Nam trong mùa dịch thay vì ở lại. Thế nhưng vẫn có những chuyến trở về nhiều lần nhưng bất thành. Bài báo chia sẻ câu chuyện của Trần Minh Châu, 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối của ngành kinh tế và kinh doanh tại University bang Colorado, Mỹ. Sau khi thông tin chuyến bay dự kiến đưa công dân Việt từ Mỹ về nước vào ngày 2 tháng 5 tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới, Châu rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Theo kế hoạch, chuyến bay nói trên khởi hành từ San Francisco, bang California về Việt Nam.
Tuy nhiên, thông cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vào ngày 1 tháng 5 cho biết, do hãng hàng không chưa xin đủ giấy phép khai thác theo quy định nên chuyến bay tạm thời bị gián đoạn. Chuyến bay bị gián đoạn, nhà đã trả hợp đồng, trường đã đóng cửa, Châu đành quay trở lại Colorado. Nhưng cô bạn tự nhận vẫn còn may mắn hơn so với rất nhiều du học sinh khác vì đã xin ở lại được trong khu nhà trọ dành cho sinh viên ở trường vì có những bạn bay đến San Francisco rồi phải thuê khách sạn, thấp thỏm đợi thông tin chuyến bay nữa. Facebook Hà Phan thì đặt câu hỏi, một chuyến bay của Vietnam Airlines mà thu tới 552.000 đô mà nhân đạo cái gì nữa? Đây là hình ảnh một chiếc máy bay Boeing của Vietnam Airlines bay trên bầu trời Washington DC. Tác giả viết tiếp như sau, ai bảo Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay từ Mỹ về là nhân đạo, giải cứu và quá tốt với đồng bào mình thì nên xem xét những nhân danh này. Máy bay A350 có 305 chỗ mà Vietnam Airlines đã bán đến 276 chỗ vé giá 2.000 đô một vé, thì họ đã thu về 552.000 đô la, một khoản thu ngon lành trong thời điểm hàng không lỗ tròng gọng, kể cả phải gánh các chi phí phát sinh về dịch bệnh. Không ai dám chê giá này đắt, nhất là khi chẳng còn lựa chọn nào khác, nhưng từng đó tiền không thể gọi là nhân đạo được. Nếu Vietnam Airlines có bán vé chiều sang Mỹ như tin đồn thì nguồn thu còn cao hơn nữa. Đó cũng là lý do để chính phủ Mỹ không xem đây là chuyến bay nhân đạo và từ chối cấp phép theo diện này nên hàng trăm người Việt mới bị kẹt lại tại San Francisco mấy ngày nay, còn Vietnam Airlines vẫn đang lúng túng. Có người bảo đám đang chờ bay toàn con nhà giàu, có tiền thì lo gì. Ai nói vậy cứ thử nghĩ đó là con cháu những đứa bé, người bệnh, là thân nhân mình đang bơ vơ giữa đất lạ xem cảm giác như thế nào. Dù là ai xuất thân như thế nào thì họ cũng phải được đối xử tử tế, chứ không phải bỏ tiền ra mua vé không hoàn, không đổi, không trả được rồi lại tiếp tục chịu cảnh lạ lùng như thế. Là hãng hàng không quốc gia, chính phủ giao mà Việt Nam Airlines không nhận thì ai bay, đó là nhiệm vụ của họ chứ không phải là ngạo nghễ đâu ạ. Còn chuyện chi phí cách ly hay phòng hộ cho phi hành đoàn thì bay ở đâu chẳng vậy trong mùa dịch này. Về Việt Nam cách ly, ngân sách trả và bất kỳ ai cũng thế, chứ có phải riêng khách của Vietnam Airlines và người từ Mỹ về đâu. Cũng đừng có biện minh phải giãn cách, chống chỗ nhiều nên vé cao. 276 trên 305 chỗ là tỷ lệ khai thác quá lý tưởng, kể cả mùa cao điểm đấy ạ. Thương mại thì cứ nói là thương mại, chẳng ai trách và hoàn toàn thông cảm cho Vietnam Airlines. Chứ nhìn vào cách bán vé mà ai cũng hiểu là nhập nhèm, làm gì cho các bên đều vất vả, khổ cực rồi lại mất mặt như thế. Là người trải nghiệm trực tiếp trên chuyến bay ngày 7 tháng 5, ông Hoàng Hưng, nhà báo về hưu, nguyên trưởng ban văn hóa, báo Lao động, thời đổi mới đã chia sẻ cảm nhận riêng của mình trên trang Facebook cá nhân với bài viết có nhan đề có đặc quyền phân biệt đối xử không sòng phẳng trong các chuyến bay giải cứu công dân về nước từ vùng tâm dịch. Đây là hình ảnh ông Tổng lãnh sự tại San Francisco lên tận máy bay tiễn đưa đồng bào được nhà báo Hoàng Hưng đăng tải trong bài viết. Về giá vé mà Vietnam Airlines đưa ra, ông bình luận như sau. Cũng đã có những ý kiến trên mạng chất vấn về giá tiền vé quá cao, gấp 4 lần giá bình thường. Như từ Mỹ là 2.000 đô la, từ Nga là 1.300 đô la. Thậm chí được bình luận là mang danh nhân đạo để chém đẹp. Đã hơn một lần phản hồi ý kiến ấy, rằng trong nỗi khao khát trở về quê hương, về được là mừng rồi, tổ chức cho về được là nhân đạo rồi. Và xét cho cùng, đây là một dịch vụ trên cơ sở thuận mua vừa bán, minh bạch, sòng phẳng. Tuy nhiên, yếu tố nhạy cảm trong chuyện này là tính chất độc quyền của nhà cung cấp dịch vụ, khiến người mua không có cách lựa chọn nào khác. Trong tình hình đại dịch, viêm phổi Vũ Hán giống hệt cuộc chiến tranh thế giới, việc độc quyền là có thể hiểu. Vậy tốt nhất là Vietnam Airlines giải trình một cách thuyết phục cho công luận rõ về cơ sở tính giá vé của mình. Điều mà tác giả thấy bất bình hơn đó là việc phân bố địa điểm cách ly cho người về. Tác giả kể lại như sau. Vì hai vợ chồng tôi đều cao tuổi và có bệnh nền, nguy cơ nhiễm chéo từ chỗ đông người rất cao, nên trước khi bay về tôi đã liên lạc hỏi cơ quan Tổng lãnh sự quán Việt Nam về chuyện này. Ý tôi tha thiết muốn xin được cách ly có thu phí tại những cơ sở, nghỉ dưỡng, khách sạn mà báo chí trong nước đã quảng cáo. Nhưng Tổng lãnh sự vốn rất chu đáo chăm sóc trường hợp của chúng tôi vì thông cảm hoàn cảnh già yếu cho biết vấn đề này là do trong nước quyết định. Thế là tôi tin tưởng vào sự sắp đặt có lý có tình của cơ quan trách nhiệm như đã thể hiện
từ khi nhận đặt đăng ký của tôi. Thế nhưng khi lên máy bay, tôi hơi ngạc nhiên vì thấy có một khoang riêng phía trên đầu, từ hàng ghế số 1 đến 20 được dành riêng cho khoảng vài chục khách, phần lớn là các em du học sinh trẻ. Đến sân bay Vân Đồn, số này cũng được thông báo ra trước tiên. Một lúc lâu sau mới đến lượt số khách bình thường như chúng tôi. Sau khi xong thủ tục khai báo và nhập cảnh, chúng tôi được đưa lên các xe bus để phân về 3 khu vực cách ly tại các doanh trại quân đội khác nhau. Và lúc này tôi mới được biết số các em ở khoang đặc biệt đã được đưa về cách ly đặc cách tại khách sạn ở Hạ Long. Đến đây thì tôi bất ngờ và bất bình. Vì sao những người cần đặc cách nhất trong chuyến bay là khoảng 10 người cao tuổi và một cháu bé 3 tháng tuổi lại không được đặc cách như một số các em trẻ VIP kia? Ông cũng đặt ra câu hỏi, phải chăng có một số VIP nào đó đã có quan hệ đặc biệt và âm thầm được đặt cách là người ngoài để không biết, và từ đó cũng sẽ đặt ra câu hỏi, vậy số VIP kia liệu có trả tiền vé khác người ngoài, tức là cao hơn hay có khi lại thấp hơn? Đây là hình ảnh một khu cách ly của Trung đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Và ông nhận định như sau, một việc làm không minh bạch, sòng phẳng của cơ quan hữu trách nào đó sẽ làm tổn thương uy tín chung của chính quyền đang có được trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc, và là miếng đất cho tệ nạn độc quyền, đặc quyền, tham nhũng cũng như là thứ giặc mà chúng ta đang dày công chống phá. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam Airlines và chính quyền Cộng sản bị lật tẩy hành động không minh bạch của mình. Vào giữa tháng 4, nhiều nhà báo nước ngoài đồng loạt đưa tin Đại sứ quán Việt Nam tại Ý phối hợp với Việt Nam Airlines đưa một số học sinh, sinh viên và công dân Việt Nam về nước tránh dịch. Lập tức, giới dư luận viên đăng trên trang Facebook tuyên truyền về chuyến bay ngạo nghễ Việt Nam, chính quyền không để ai bỏ lại phía sau. Thời điểm đó, Facebook Jenny Hạnh Nguyễn tiết lộ trong Facebook group cầu nối người Việt tại Italia rằng chuyến bay của Việt Nam Airlines là do tập đoàn dầu khí Eni của Ý mua cả chuyến bay hai chiều để đưa công dân của họ về nước, và họ sẽ không thu phí của công dân Việt Nam khi Đại sứ quán Việt Nam đề nghị được kết hợp đưa công dân Việt Nam về nước. Dư luận thừa nhận là phải cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Ý đã có công đề nghị đàm phán, nhưng việc không đả động chỉ đến công của tập đoàn dầu khí của Ý thì lại là việc đáng trách. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2020 với bản tin Việt Nam Airlines và cách kiếm tiền trên sự chết chóc và sợ hãi. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.